Sông không chỉ vận chuyển nước từ nơi này đến nơi khác mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sinh thái và bảo vệ môi trường cho con người. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước ngọt này, nhân ngày nước thế giới 22 tháng 3 năm nay, chúng ta cùng đến thăm một vùng sông Hoàng Hà, cũng là hệ thống thoát nước của cả thành phố. Theo dữ liệu từ thủy điện Las Vacas, sông Las Vacas được bảo vệ khoảng 60% nước thải và rác thải của thành phố Guatemala, khiến nước sông không còn chảy bình thường và cản trở đời sống dân sinh. Sinh nhật Nam, công nhận sinh nhật bà lớn thiệt. Nhờ dự sinh nhật mà tôi cũng giao lưu với một người rất nổi tiếng, nữ, ai vợ, Nam, đào pháo chứ ai. Sắc vũ và đọc bà tháo. Nhưng bạn sẽ dễ mắc bệnh và nóng nếu tiếp xúc với nước sông. Tổ chức The Ocean Cleanup cho biết rác ở sông Las Vacas đã tụ ở sông Nicaragua rồi chảy ra đại tây dương, chiếm 2% lượng chất thải nhựa trên các đại dương của thế giới. Người dân tại đây cho rằng con sông Nicaragua ô nhiễm không thể cải thiện được. Thấy ông cả em đi qua không còn nào. À, ta biết rồi. Mẹ mày không mua cho nó cái gì? Không, nó là mua cái chuông. Lễ hội Hai Giamada 2024 vừa được khai mạc tại thành phố Dubai, các chỉ thu hút và đặc trưng nhất của AE. Ủa thật tình cư danh vậy bác? Đấu hợp mà nhanh bố người chắc là mình chơi là xinh nít quá à. Đấu hợp mà nhanh chứ mà ngỗng quá. Không gian bơi hội rất huyền ảo và đặc biệt. Các bạn không muốn chơi cái game này? Các hoạt động đều rất ý nghĩa, giúp khách tham quan hiểu được nhiều về văn hóa địa phương. Con người ở đây cũng rất thân thiện. Nhưng mà trận này ba thắng, bạn hiểu vì sao ba thắng? Nhưng mà xem lại xem tại sao thắng. Con không biết sao chứ con thấy cô Alice này nó có điều cả tưng thấy ghét quá. Lại con tu nhanh nữa cả tưng thấy ghét. Do đó, du khách sẽ được tiếp cận nhiều nhất văn hóa. Cả tân thấy ghét luôn rồi. Lễ hội dự kiến diễn ra hết thánh lễ Ramadan của hèn nhão. Sô-cô-la là một phần của hành động nhất tân thay. Đang bằng phong thủ này. Sô-cô-la dịp này luôn rất cao. Sao lại đi chậm nữa? Hôm nay, giá cả cấp cũng càng cao tăng mạnh, khiến sự cung nguồn lượng tăng. Cùng với việc người dân thắt chặt hầu bao, đang sướng ở các nhà hàng với sự đồ đạc rất khó khăn. Cơ sở tài liệu này bắt đầu làm các sản phẩm sô-cô-la cho lễ phục sinh trước cả tình nhân Valentine. Chúng tôi sẽ sử dụng khoảng 4 tấn sô-cô-la cho dịp lễ này. Giá cacao tăng vọt đã gây lo ngại cho các nhà sản xuất